chị cùng người hàng chào. Trên tay có cái khăn kata, một cái khăn để chúc phúc để trao cho thầy, và thầy sẽ choàng lên trên cổ của các vị yến làm hàng chào để cùng đón thầy. Đó là phong tục của các ngày Tây Tạng. Một lần nữa thầy sẽ từ từ bước vào trong cái hội.